Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp làm trưởng đoàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng Võ Công Trì. Thời gian qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động chính trị xã hội, hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, đối ngoại, hợp tác quốc tế. Nhìn chung, hoạt động tư vấn phản biện của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và các hội thành viên đã góp phần hoàn thiện các chính sách pháp luật, chủ trương đầu tư của thành phố, đồng thời nâng cao năng lực cho các cán bộ của các hội thành viên, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Liên hiệp. Song song với các hoạt động tư vấn phản biện xã hội, các hội thành viên còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, công tác chuyên môn. Tại buổi làm việc, thành phố Đà Nẵng và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cũng trao đổi chia sẻ về một số khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp trong công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phát huy tiềm năng trí tuệ để phục vụ cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.